Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án đó trên kênh của mình thì mọi người cho mình nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này Aerot Unchained 5.000 đô token GIC. Dự án sẽ chạy trên nền tảng mạng Solana mọi người nhé. Để tham gia kèo Aerot này thì mà cần vào link dưới phần mô tả cho mình sau hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu golem.io cho mình. Ok, sau khi vào đây thì mọi người sẽ bấm vào click entry nhiệm vụ đầu tiên này. Rồi, bây giờ các bạn follow kênh Twitter. Tích vào follow này. Bấm theo dõi kênh Twitter cho mình. Sau đó kéo xuống bài đăng. Like, retweet lại bài đăng này. Ok. Tiếp tục quay trở lại đó, tích vào con tin. Tiếp tục follow kênh Twitter này nữa. Bấm theo dõi. Ok, mình đã follow rồi. Quay trở lại. Tiếp tục bấm vào con tin. Retweet lại bài đăng. Ở bài đăng này mọi người bấm retweet lại này. Sau đó thả tim. Sau đó quay trở lại Aerot. Tích vào con tin. Tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram cho mình. Bấm tham gia kênh. Sau đó chat cho mình từ đây nhé. Rồi quay trở lại Aerot, tiếp tục tích vào con tin luôn. Tiếp tục giao vào kênh channel dự án. Bấm tham gia kênh. Ok. Sau đó quay trở lại tiếp tục tích vào con tin. Rồi. Địa chỉ ví hình như nó chưa cập nhật địa chỉ ví mọi người nhé. Bấm edit xem nào. Ở đây nó sẽ có một cái form đấy nhá, mọi người cần phải vào cái form. Thì cái form đây mọi người thấy đó, form đây nhá, mọi người bấm vào đây, mọi người cần phải vào form để điền thông tin nhá. Mọi người mở form lên. Form thì mình sẽ để phần mô tả cho mọi người luôn. Rồi bây giờ mọi người sẽ nhập username kênh Telegram của mọi người vào này. Đấy, tiếp theo là username kênh Twitter mọi người vào này. Ok, nhập email của mọi người vào này. Và cuối cùng là địa chỉ ví. Ở đây mọi người sẽ copy địa chỉ ví mạng lưới Solana ở trên ví solet.io, hoặc là mọi người sẽ copy địa chỉ ví Solana ở trên ví Slope Wallet mọi người nhé. Slope Wallet. Rồi vào đây các bạn sao chép ra địa chỉ ví cho mình. Ok, sau đó quay trở lại Aerot. Các bạn sẽ gửi địa chỉ ví vào đây, vào cái form này nhé. Rồi ok, kiểm tra xem lại lần nữa chính xác rồi thì mọi người sẽ bấm vào chữ gửi cho mình. Rồi như vậy chúng ta đã hoàn thành các nhiệm vụ trên Aerot mọi người nhé. Cảm ơn mọi người xem video, hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.